Trở lại kênh của Dung Lóng Vlog nha bảo chú. Hôm nay buổi sáng con với bà Tám đi ra đây bắt cá cạn nha, tại thì tối trời mưa quá trời luôn, mấy bữa nay có cá lóc bên bờ không? Chỗ đây ruộng người ta cắt bảo chú mà cắt lâu rồi. Nên bữa nay đi ra ngoài đây bắt cá cạn nha bảo chú. Mà bảo chú theo kênh bà Tám nha. Đi bắt cá cạn hả Tám? Trời ơi trời đây bà Tám chơi cái áo dữ dằn vậy. Chơi thằng nổi lâu lâu cho nó nổi nổi lên. Này cái vùng trái nó lóc lên theo bên này nè, mưa này nè lóc theo ba cái nước này nhiều lắm. Rồi nhiều lắm. Rồi mò mò thử cái vũng này xỉn trong mặt mày dính cái chơi cái nhà ơi cái chơi nhỏ chơi nhiều lắm cái chơi nè mày cái nhà cái nhà úi dạ rồi đâu rồi. Cái chơi nhỏ không ở nhà không được cá bự. Cái này nhả tiêu. Được hai con. Rồi đi. Có hai con đây giữ hai con. Tôi thấy quẩn quẩn mà. Mình đi mà nó còn lấy nó quẩn này cả nhà. Cái gì cổ vậy gọi gọi rồi. Còn không? Cái đường nó lên xỉn rồi nó. Anh Phát thì có giờ giờ cũng cầm máy con quay nha bảo chú, mà bảo chú theo con đi lại là cái mương bắt cá cạn nha bảo chú. Đây là cái đường đi lại đằng cái hung lũng ở đằng kia đằng kiếm cá cạn coi thì tới trời mưa nó có lấp lên bờ không nha bảo chú. Ở dưới đây nước nước rộng mà bảo chú. Nè bông này đẹp quá. Nước rồng cá nó ngớp nhóc chân nè mọi chú. Vậy xịn. Nhưng mà mình kéo không có. Ừ.
Ôi nước ròng nó đục xịn luôn nè bà chú. Mới già. Ủa có mình cho cháu mình bác chín kìa. Đi đi em. Đó. Dạ. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Cái này về đây đi chiều là ăn được rồi nè. Quá trời. Trời ơi, cá nhà ơi, cá cạn quá trời ơi, lẹ lẹ đi. Trời ơi, con hẻ rồi nè. Ủa trời ơi, vô mánh rồi, vô mánh rồi vậy. Con này cá nhà. Rồi bà tắm rồi hả? Vô, 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 vô. Trời ơi, con này trúng mánh 100% rồi. Cá nhà ơi, ý dụng quá trời, cá rồi. Nó làm nè. Ui, cá gì vậy? Cái chớ. Cái chớ này trời cái gì vậy? Ủa, cái bụi, ai đủ cá luôn rồi. Này người quá trời gió luôn rồi. Dễ đi người lớn. Nước. À! Cái này trời cái trời gì? Trời ơi trời. Và cái này cái dũng nước cạn nha bảo chú. Cái mình là đi cha mà thấy cái dũng quá trời cá nó hóng hồn luôn nè. Trời ơi. Cái gì? Chú mẻ rồi đó. Trời ơi. Trời ơi mày ngồi đây giùm lớn giùm lớn giùm lớn. Trời ơi nhóc nhiều lắm nhiều lắm. Trời ơi. Ủa cái luôn rồi. Cái dũng này quá trời. Cái dũng này mà nó mắc cạn nha bà chú. Giờ mình thấy này ơi, cái đường nước nó vô luôn chú. Lên cái đường này dũng lắm rồi. Bữa nay sao mà lên vô mánh với bữa hổm mình có bắt cái dũng cá nhỏ nhỏ mà cả nhà bữa nay trời ơi. Nước bữa nay lúa sắp sửa cắt người ta xả xuống là nó khô ráo quá rồi. Ôi trời trời trời. Ở đâu mà mình nghĩ sao? Kìa kìa. Bởi vì ở trên lúa nó người ta xả nước xuống nước xuống nghe nha. Ôi. Cá chê. Ôi. Xanh nước hết rồi. Ôi nhảy thôi rồi. Cá lên bờ luôn cái nhà ơi, cái nhà ơi, cái chỗ ơi. Chợ dũng cá này rồi. Ôi. Gồ cái nhà ơi. Kìa nó chợ cậu có kìa. Ôi. Xả đến nước hết rồi. Vô mắm nè. Ở đây quá cá cả nhà ơi. Kìa nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm. Đây này đây này đây kìa. Ôi ôi. Cái nhà ô con nè. Con nè.
Vô mánh này trời, đâu mẹ nguyên ổ mẹ mới được nè. Quá cái này vô mánh 100% à. Vô mánh 100% luôn hả ta? 100% luôn rồi. Cái này không ngờ vô mánh cả này luôn. Mình là mình mà để trời mưa đó, cả nhà là cá. Ủa cái gô, cái gô. Được cái gô non luôn nha. Ê, có bảy con mẹ nó đẻ cái con non luôn á nha. Cái gô, cái chê đủ thứ rồi. Bữa hổm mình bắt cá sặc với cá lồng tâm bay nhỏ nhỏ không ở nhà lâu lắm rồi, giờ mình đi lại chỗ này nước ta xả nó cạn khô rặng lúa sắp sửa cắt nghe nha. Nè quơ gì ở nhung lớn. Chóc hết trơn bắt dính không? Trời ơi trời, cá này nó mới khô nó mới
tiền chua nữa, hay nữa, hay nữa, 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 nữa. Ai nghe nói à, giật máy lên cái à, ổng nghe quay ổng về giật hết nổi. Kệ kệ đi, 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 đi. Ui, rồi giật đây, giật đây rồi đi, quay đi, đi ấy đi. Giật hết chạy rồi. Giật hết chạy luôn. Chạy rồi. Chị kia bà tám, bà tám, bà tám, bà tám. Ủa lên bờ luôn cái nhà, ôi nó ham quá. Này người quá gió luôn. Quá gió cả trời ơi, gió quá gió. Mưa từ sáng từ tối tới giờ luôn cô chú. Có hai hai chồng của anh đây, lúa bên kia nghe cái nhà nó hơi ồn mà tại tại cô luôn bỏ luôn à. Có hai cái chồng anh lúa bánh nhà đồng vợ đồng chồng. Vô à. Để nằm nó lên nó lên liền à. Rồi cái này ngọt quá, cái gu, cái gu, cái gu. Ôi cái gu non quá. Chậu hô, con nào một tay hai con luôn nghe nha. Chậu hô, vô mánh này, vô mánh này. Rồi, rồi, hạch trơn rồi. Trời, khoát rồi, khoát nó báo rồi, lụm vui nhung. Con này cái nha. Ôi giời. Bắt rồi, bắt rồi. Đây 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 đây. Coi đặt cái đặt lú gù. Ý. Để mà chơi vậy chứ. Lên tay lên đi. Cái tiêu rồi. Nè. Chính rồi. Trời Phật ơi, ai 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 lượm cái củi vô đây chi nữa hả? Hả? Đây. Mềm lên thôi nó ngọt lên chui lên. Gì vậy trời? Cũng làm cá bị trầu. Mm-hmm.
Xin vô họng luôn hả Nhung Lan? Hàm thấy ghê luôn cái, hàm trời. Hết rồi. Còn không nha. Cái sốt cũ nó đã. Thấy không, cái nhà nó cứ dừng sốt là sốt như ghê không, thấy không? Cái cá cái hàm nó bỏ ủng nó. Để mềm đi cho nó lên. Còn đừng sốt nữa nha. Thì vậy với rửa cái nhà ơi, cái nhà. Bữa nay trúng bánh 100% luôn. Trời ơi. Bữa nay là giờ là bữa nay là ăn dư sức luôn, mà bữa nay mưa đó, cả nhà là đi bắt gì là mỗi lần mưa là bắt nhiều lắm. Cái này là cái gì vậy? Bởi vậy lâu chưa. Mình đi xuống dưới đường nước lớn rồi mình kiếm mớ nữa rồi. Không có đâu mình về. Nhiều là thấy cũng đủ rồi đó. Về đâu Nhung Lan? Về như quay đây cá bự không à. Hang quá trời hang luôn, coi đừng cái cá chai cá bự bự không. Xanh do mà kiếm bậy cá dài con cá ấy thôi. Qua đây nè Nhung. Nhung ơi. Nhung sao qua đây nè. Cá chê con không ăn gì đó mà. Đó hả, cá chê. Ở đâu mà tự nhiên vô được mẻ quá em luôn. Kiếm dài con cá nó hơi dơ lên nhưng mà. Ấy da.
diện luôn mà la áo áo luôn. Ui ui ui, cá này cá này. Không? Cũng đeo héo cây nè. Có không? Nè. Nó bắt gì? Bây giờ quay hình quả rồi Tám ơi. Bây giờ hình quả lên cho mướn rồi. Bị xuống thôi. Thôi ra giờ mình thấy mình phe mình thiêu cho bà coi cô chú coi rồi đặng mình tắm rửa mình lên nha bọn chú. Ôi khỏe coi. Cái nhà ơi. Cái em luôn á. Mẹ người quá đã luôn. Thôi đỡ bỏ đi. Tào lao. Ủa xịn non vớt vô cái. Hồi nãy giờ con với bà Tám với lại bắt cá cạn ngoài kia cũng lâu không bà chú. Bây giờ chưa 1-2 giờ con với bà Tám về ăn bà chú. Cảm ơn bà cô chú theo dõi hết clip của con nha. Nếu bà cô chú thấy thương con với bà Tám thì nhớ đăng ký kênh, bấm like, nhấn chuông để clip mới cho bà chú xem nha. Còn giờ con bà Tám về nha, bye bà chú. Bye bye, bye bà chú nha.